Chào mừng quý vị đang đến với chương trình 360 độ khỏe đẹp Health Beauty Hashtag và tôi là Vũ Mạnh Cường. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng về hai người phụ nữ đã đứng dậy sau những cuộc hôn nhân tan vỡ. Họ đã nỗ lực hết mình như thế nào để tỏa sáng trong công việc và tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy cùng lắng nghe, được truyền cảm hứng để thấy rằng bản thân mình cần được yêu thương nhiều hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hashtag đầu tiên, đó là xu hướng. Cuộc sống hiện đại nên phụ nữ không chỉ bó hẹp trong thiên chức làm vợ, làm mẹ mà còn tham gia công việc trong xã hội. Thế nhưng vì quá bận rộn, nhiều chị em lại quên mất giá trị của bản thân. Đến một ngày khi những hy sinh không được như mong đợi, cũng là lúc các chị em giật mình nhìn lại. Quan điểm mà phụ nữ sẽ hy sinh hết vì gia đình, vì chồng, vì con, theo tôi thì đó là quan điểm khá là cũ rồi. Thời đại ngày nay thì chúng ta không nên như vậy, mà bởi vì là đó là một cái điều mà sẽ làm cho sức khỏe về tinh thần cũng như là thể lực của người phụ nữ sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều. Tôi nghĩ là trong gia đình á, thì người phụ nữ sẽ giữ một cái sinh khí rất là quan trọng trong gia đình. Chính vì vậy nên là một người phụ nữ hạnh phúc sẽ lan tỏa được cái tinh thần rất là hạnh phúc trong gia đình. Một người phụ nữ hạnh phúc sẽ mang tới một gia đình hạnh phúc. Nhịp sống ngày càng hối hả, kéo theo đó là muôn vàn khó khăn, áp lực, khiến chúng ta nhận ra rằng mình cần trân trọng bản thân. Yêu bản thân thì mới giúp chính mình vượt qua được những trở ngại trong cuộc sống. Đã đến lúc phụ nữ cần phải thay đổi suy nghĩ, phải biết yêu thương bản thân để lan tỏa giá trị, bởi phụ nữ cần phải đẹp. Loan Vương là cô gái trẻ đẹp với nhiều đam mê và hoài bão. Nhưng Loan Vương đã phải gác lại những ước mơ của mình khi lập gia đình với bổn phận của người vợ, người mẹ. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, có nhiều thứ đã làm Loan Vương thay đổi suy nghĩ. Điều quan trọng nhất, cô đã được sống và làm những điều mình thích để gặt hái được những thành công trong cuộc sống như ngày hôm nay. Nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng, mà đó là hành trình học cách yêu bản thân. Hãy cùng gặp gỡ cô gái ấy trong phần tiếp theo của chương trình để nghe những chia sẻ về hành trình yêu lại bản thân của mình. Thưa quý vị, về chương trình ngày hôm nay thì tràn đầy những vẻ đẹp. Bình hoa đẹp. Hai vị khách mời ngày hôm nay cũng vô cùng xinh đẹp. Xin được giới thiệu Hoa hậu Quý bà Quốc tế 2018, Loan Vương. Xin chào mọi người. Rất vui và vinh hạnh được ngày hôm nay có mặt tại đây. Và tiếp theo, vị khách mời thứ hai đó là CEO của SA Clinic, Hebe. Hôm nay Hebe rất là hào hứng và vinh dự được mời tới đây làm khách mời cho buổi talk show. Đầu tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời rất là xinh đẹp đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cường là một fan của các cuộc thi sắc đẹp, như vậy mà cũng dõi theo Loan Vương rất nhiều và được biết rằng là trước đó thì Loan Vương có một cuộc sống không hạnh phúc. Vậy điều gì đã giúp cho bạn nỗ lực để mà bạn có thể tham gia vòng thi Hoa hậu Quý bà Quốc tế? Sự nỗ lực anh ạ. Cũng giống như ông bà xưa người ta hay nói, những cái câu rất là đơn giản. Có cái khó thì mới ló cái khôn. Và những cái lúc mà thời điểm mà hoặc là không may mắn hoặc là không hạnh phúc đến với mình, nếu như mình có một cái suy nghĩ tích cực hoặc là mình sẽ có một cái ý chí vươn lên, thì mình nghĩ đó sẽ là một cái động lực để có thể hỗ trợ cho mình, để mình có thể tạo được những cái thành tựu hoặc là những cái thành công. Hai cô gái vô cùng xinh đẹp của chương trình ngày hôm nay lại là hai người mẹ đơn thân. Hebe, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn và nỗ lực bản thân của bạn để tỏa sáng công việc. Thực ra thì đơn thân là một cái việc mà không ai muốn cả. Một cái việc mà tới thời điểm bây giờ mình nhắc lại, mình vẫn có một cái cảm xúc ở trong người của mình. Để trải qua cái thời gian đó, mình đã phải vận dụng thân tâm trí rất là nhiều. Tất nhiên là để mà cái tâm trí của mình mà được tích cực hơn thì bản thân chúng ta phải có cái sự chăm sóc rất là kỹ. Thêm nữa là khi mà cái cảm xúc chúng ta đi xuống nhiều á, thì cái việc mà mình có thêm những người bạn hoặc là mình đọc sách hoặc là mình một cái mà mình rất là tâm đắc đó chính là thiền á, giúp cho cái suy nghĩ của mình nó tích cực đi hơn rất là nhiều. Khi nãy thì Loan Vương có chia sẻ cái khó nó ló cái khôn. Nó chỉ có thể trở nên thành tựu khi mà bạn nỗ lực vô cùng luôn. Vậy thì hành trình nỗ lực của hai cô gái đó là gì ạ?
trong mỗi cuộc thi em đều có cái một cái mục tiêu khác nhau. Và cho tới khi mà em được cái danh hiệu cuối cùng là Hoa hậu Miss International 2018 thì em hiểu được là có thể thì tất cả các bạn nữ ai cũng muốn một lần để mình được chinh phục cái con đường sắc đẹp đó. Nhưng mà riêng em thì em còn một cái sứ mệnh nữa là em muốn dành lại cái quyền nuôi con của bản thân em. Đó cũng là cái sứ mệnh mà em phải cố gắng hết sức để em nỗ lực để em làm được điều đó, và lúc của em thành công. Chúc mừng em. Và sau đó nhìn con để sống, nhìn con để tiếp tục cố gắng. Đó là câu chuyện chung của tất cả những người mẹ. Khao khát được làm mình nhưng mà tốt hơn ngày hôm qua đã giúp cho Hebe cũng như là Lan Vương phát triển như thế nào? Em là em lấy chồng Hà Nội, em ở Hà Nội 6 năm. Khi mà em quay về Sài Gòn á, đó là một cái chặng đường nó thật là khủng khiếp. Lúc đó là mình chia tay, ôm hai đứa con và mình phải bắt đầu lại từ đầu. Ban ngày có thể là mình vẫn bình thường với con đó, vẫn có thể dạy con, vẫn có thể nói chuyện, chia sẻ với con, với mẹ của mình. Nhưng mà đêm đến thì cái nỗi buồn, cái nỗi đau khổ nó thực sự là nó thấm cực kỳ. Em may mắn tiếp xúc với một người thầy, đó chính là sách. Sách làm cho em thay đổi rất là nhiều quan điểm ở trong cái tâm trí của em. Và khi mà tái hòa nhập lại với cộng đồng á, em rất là may mắn, em lại gặp được những cái mảnh ghép cùng tần số với mình. Cũng có những cái người mẹ cũng giống như mình vậy đó. Rồi cả hai cùng chia sẻ với nhau. Đó là một trong những cái điều mà tạo cho em có động lực rất là lớn. Và khi vậy, ôi vậy tại sao mình phải rụt mình lại vậy? Mình hãy cố gắng, mình phải vươn lên đi. Mình hãy tự tin lên để có những cái trường hợp giống như mình, họ cũng thấy dù vận mệnh của mình như vậy nhưng mà mình vẫn có thể vươn lên được. Đó là những điều hoàn toàn là có giá trị và vô cùng xứng đáng cho những bước phát triển của em. Nhưng mà yêu thương bản thân như thế nào để đúng cách, điều gì từ Loan Vương cho em thấy rằng là hướng đi của mình đã hoàn toàn đúng đắn? Thật sự ba cái chữ là yêu bản thân nó rất là đơn giản, nhưng nó cũng rất là khó để làm được. Để mình bảo vệ được bản thân mình cũng như con mình thì điều chính nhất đầu tiên đó là mình phải yêu bản thân mình. Cái đó là một cái vũ khí rất tốt, nó tăng cường cái sức khỏe về tinh thần. Nó sẽ giúp cho anh cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy anh có thể đủ sức mạnh để anh đối diện với những cái cuộc sống xung quanh, những khó khăn xung quanh, để anh có thể anh bảo vệ được anh sau cái cuộc hôn nhân đổ vỡ, để có thể mở lòng hơn cho những cái tình yêu mà anh đón nhận kế tiếp. Vậy thì làm thế nào để mình duy trì cái việc yêu thương bản thân đó, đặc biệt là với những người phụ nữ đã từng bước qua những cuộc hôn nhân tan vỡ như thế? Thì Thích Nhất Hạnh có một câu nói rất là hay, đó là chúng ta hãy trân trọng mọi khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta hãy tập trung vào nó đi. Hiện tại chúng ta đang ăn cơm mà nghĩ đến phở. Chúng ta đang ngồi với người này nhưng mà tâm trí lại nghĩ về người khác. Chúng ta lại đang làm công việc này nhưng mà trong đầu cứ tính toán chuyện ở nhà ra sao. Thì chính những cái việc đó làm chúng ta mất đi rất là nhiều năng lượng. Và cái năng lượng đó cũng là một cái dạng là chúng ta đang đánh mất bản thân chúng ta đó. Rõ ràng là hành trình yêu bản thân đầu tiên nó phải đến từ thay đổi bản thân, đúng không? Nó đến từ những cái suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn. Vậy thì Loan Vương đã làm điều gì để đẹp hơn mỗi ngày? Sau khi em ly dị ấy, thì cái mindset và cái sự suy nghĩ của em nó khác. Em đã dám bứt phá ra khỏi cái vùng an toàn của mình á. Em đi theo cái bộ môn đó là sexy dance cũng được 4-5 năm rồi. Thì em thấy nó mang lại cho em rất là nhiều cái hữu ích. Một cái bộ môn đó khi mà mình hiểu nó rõ hơn á, thì đó là một cái hình tượng để cho nó tăng cái nữ tính vào trong người. Nó sẽ tạo được một cái sự tự tin tuyệt đối. Còn bây giờ để khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì hai người phụ nữ xinh đẹp của chúng ta sẽ có chia sẻ như thế nào? Một cái câu tâm đắc nhất của Hebe đó chính là cái cách mà chúng ta yêu bản thân của mình cũng chính là cái cách mà chúng ta mong muốn người đối diện đối xử với mình. Thế nên là những người phụ nữ ơi, chúng ta hãy cùng nhau san sẻ, yêu thương và hãy truyền những năng lượng tích cực để chúng ta có một cuộc sống tinh thần và thân tâm trí của chúng ta luôn được khỏe mạnh và bình an nhé. Đối với Loan, điều tiên quyết vẫn là nỗ lực bản thân. Và Loan nghĩ các chị em hãy nên tiếp tục cố gắng làm những điều mình thích, bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Và điều đặc biệt, nó phải xuất phát từ tâm trí và trái tim của các bạn. Điều đó nó sẽ mang lại cho bạn những cái thành công và những cái thành tựu cực kỳ tốt, và sẽ mở ra những cái con đường rộng mở trong tương lai của các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Một lần nữa xin được cảm ơn hai người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, và xin được chúc cho hai người phụ nữ chúng ta sẽ tiếp tục tỏa sáng, hạnh phúc và thành công như những gì mà hai bạn mong muốn. Và Vương cũng tin rằng là qua câu chuyện ngày hôm nay thì những cô gái xinh đẹp hoặc là những người phụ nữ sẽ có
vài cái chìa khóa nhỏ nhỏ để có thể tìm ra được cái phương cách để yêu bản thân một cách hiệu quả nhất, phù hợp nhất cho chính bản thân mình. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với một có thể bạn nên biết. Việc phát triển tình yêu bản thân là cả một hành trình liên tục, đòi hỏi chị em phải có sự cam kết và biết cách chăm sóc cho bản thân. Sau đây sẽ là một số phương pháp giúp chị em biết yêu thương bản thân và đánh giá cao giá trị của chính mình. Học cách quản lý thời gian, xác định ưu tiên công việc và phân bổ thời gian hiệu quả, hạn chế việc đặt quá nhiều áp lực lên bản thân và học cách nói không khi cần thiết. Học cách quản lý stress, biết cách giảm căng thẳng như thiền, hơi thở sâu, giảm thiểu các nguồn gốc của stress trong cuộc sống hàng ngày. Chăm sóc sức khỏe cơ thể, ăn uống cân đối và lành mạnh, tập thể dục đều đặn để cải thiện tinh thần và cơ thể, đảm bảo đủ giấc ngủ để tăng cường năng suất và tâm trạng. Học cách chấp nhận bản thân, chấp nhận những điểm tích cực và tiêu cực của bản thân để tự phát huy và khắc phục. Mỗi người đều có nhược điểm, cần nhìn nhận để phát triển bản thân. Nuôi dưỡng sở thích và đam mê. Đừng ngần ngại thực hiện những đam mê hay yêu thích của bạn, bởi những kỹ năng và sở thích cá nhân có thể là nguồn động viên lớn cho sự phát triển bản thân. Hành trình phát triển bản thân không dễ dàng, nó sẽ kéo dài và đầy thách thức. Quan trọng nhất, đòi hỏi chị em phải kiên trì và nhìn nhận những trải nghiệm là cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày. Thưa quý vị, với một bạn nên biết vừa rồi thì có lẽ là quý vị đã có được cho mình cái cách làm thế nào đó để cho thân tâm luôn khỏe mạnh nè, vui vẻ nè, và đặc biệt làm cho mình càng ngày càng đẹp hơn nữa. Đó cũng là cách giúp cho chúng ta yêu thương bản thân mình hơn mỗi ngày. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Chữa Lành. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình 360 độ khỏe đẹp. Tôi là Hồng Phúc. Trong cuộc sống hiện tại, nhất là với công việc ngày nay, cái nhiệt độ trôi theo rất nhanh, dẫn đến là chúng ta có rất là nhiều cái áp lực, nhất là với những người trẻ như mình. Mình khá là nhạy cảm bởi vì mình tiếp xúc với rất nhiều cái thứ xảy ra rất là vội và nhanh ở cái xã hội hiện tại. Nó đến từ cái việc chúng ta có nhiều cái kỳ vọng ở người khác và cũng như là cố gắng đẩy những cái kỳ vọng của mình qua cho những cái mối quan hệ. Và chính là khi những cái hai bên không chạm được với nhau thì sẽ dẫn đến những câu chuyện thất vọng và dễ gây chúng ta những tổn thương. Những cái lúc như vậy là những cái khoảnh khắc mà bản thân chúng ta cần phải có không gian ở một mình. Chúng ta có thể tìm kiếm một người bạn đồng hành, có thể chia sẻ câu chuyện với chuyên gia tư vấn để nói ra được những cái góc khuất mà mình đang phải đối diện. Để mà khi mình có một cái góc nhìn khách quan thì cái vấn đề cũng như cái câu chuyện của mình nó sẽ được giải quyết một cách rõ ràng hơn. Thiền nó sẽ giúp cho mình tỉnh táo hơn, mình đi sâu vào trong cái suy nghĩ của mình và mình nhận thức được cái cơn giận của mình nó đang giận vì điều gì để mà mình gạt bỏ cái tôi của mình đi. Đến với đọc sách thì đọc sách nó giống như là một người thầy chữa lành để cùng mình vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn đó. Mình nghĩ là chuyện của ngày hôm nay sẽ là chuyện của ngày hôm nay, chuyện của ngày mai sẽ là chuyện của ngày mai, và việc của chúng ta là sẽ cần sống tiếp những ngày kế tiếp đó mà sẽ không phải là nhìn lại ở những ngày đã qua. Thưa quý vị, với câu chuyện ngày hôm nay thì chắc có lẽ toàn thể quý vị cũng cảm nhận rằng nó như là mạch nguồn suối mát sẽ giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, chúng ta cảm thấy là yêu cuộc sống của mình hơn và đặc biệt hơn nữa là yêu bản thân của mình hơn, bởi vì bản thân luôn chính là điều mà chúng ta sẽ giúp chúng ta cảm nhận được cuộc sống nó rõ ràng hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Nếu chúng ta biết yêu thương bản thân, có nghĩa rằng là chúng ta cũng biết yêu thương cuộc sống thật là đúng cách. Và đến đây thì chương trình 360 độ khỏe đẹp LBT Hashtag xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.